Tin bóng đá ngày 27 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ Công Phượng và Văn Toàn chơi không đúng chỉ đạo, không thể làm nên bất ngờ trong trận lượt về trước Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ngậm ngùi trở thành nhà cựu vô địch AFF Cup. Trận đấu này, Công Phượng và Văn Toàn vào sân từ hiệp 2 nhưng không thể giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ. Chia sẻ về việc này, ông Park cho biết: "Khi tôi đưa Công Phượng và Văn Toàn vào sân, tôi chủ định muốn đá biên, nhưng do hai cầu thủ có vẻ nôn nóng nên họ bó vào giữa. Tôi đã thấy Thái Lan chơi với ba trung vệ cao to phía dưới. Tôi không ngốc đến nỗi không biết điều đó." Đội tuyển Việt Nam có một tháng nghỉ ngơi trước vòng loại World Cup 2022. Với việc phải dừng bước ở vòng bán kết AFF Cup 2020 vào tối 26 tháng 12. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có đúng một tháng nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi trở lại vòng loại World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách tới sân của đội tuyển Australia vào ngày 27/1/2022. Năm ngày sau đó, họ sẽ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trong trận lượt về vào ngày 1/2/2022, cũng là ngày 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.